Bạn thay đôi Ừ. 28 tuần cổ tử cung 35 thì có cần đặt vòng nâng hay không? 35 là cổ tử cung bình thường hay vai bình thường thôi ơi. Thì như vậy là chúng ta cũng không có nhất thiết là bắt buộc phải đặt vòng nâng, trừ khi chúng ta có các dấu hiệu ha. Thì như vậy cổ tử cung bình thường của chúng ta là vào khoảng 28 cho tới là 50. Do đó cái khoảng của bạn 35 là khoảng bình thường. Và cái thứ hai chúng ta đo cái hình dạng của cổ tử cung. Hình dạng của cổ tử cung là hình chữ Y ngắn, là đó là hoàn toàn ổn, trừ hình dạng chữ V, chữ Y dài, chữ U, đó là hình dạng bất thường. Do đó thì các bạn vẫn có thể